Ấn nút đỏ tắt à? Xúc lật 920 anh em nhá. Gầu 0,7 khối. Số sàn. Bán giá hợp lý cho anh em luôn. Con này máy rất đẹp này anh ơi. Động cơ bốn máy rất là đẹp luôn. Máy mới kính cong luôn. Đây anh em này. Máy cực đẹp. Chiếc này sản xuất 2016. Công suất 42 kW đấy anh em nhé. Đấy. Xung lưng 1 tấn 2, xác nặng 3 tấn 2, vận tốc ở tối đa 20 km/h nha anh em nhé. Sản xuất năm 2016. Số sàn thì rất là bền luôn. Đấy. Bán cho anh em chiếc máy này 100 triệu, có bớt lọc lá. Anh em có nhu cầu alo ngay cho em Quang, số điện thoại 0968110299 nhé. Xem máy tại công ty ô tô Quang Vương, khu 8, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn.